Lưu Nhã Sắt khủng hoảng cầu cứu Chi Pu khi bị Tạ Na ép trở thành thục nữ với trang phục sườn xám ở công diễn năm đạp gió 2023. Trong vòng công diễn số 5, team Lưu Nhã Sắt sẽ trình diễn một ca khúc đậm chất cổ phong mang tên Nhập họa Giang Nam. Đây là một ca khúc khó vì phần hát sử dụng rất nhiều giọng hí. Phần lớn thành viên của team Lưu Nhã Sắt đều lo lắng vì sợ gặp phải vấn đề trong lúc biểu diễn. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến Lưu Nhã Sắt gục ngã không phải là hát mà lại là outfit biểu diễn. Ở vòng này, Lưu Nhã Sắt sẽ phải diện sườn xám loại trang phục khác hẳn với style trung tính hàng ngày của nữ diễn viên. Vì quá bất lực nên sau giờ luyện hát, Lưu Nhã Sắt đã phải trốn sang phòng tập của team Lưu Tích Quân để kể khổ, phải mặc sườn xám đó, tôi này. Tôi mặc sườn xám này, có điên khum hả trời. Bên cạnh đó, cô cũng là người đề xuất được đổi sang mặc đồ nam và cải biên bài hát theo thể loại rap. Còn nhớ khi Lưu Nhã Sắt bất đắc dĩ về với đội của Chipu ở vòng công diễn hai vì không thể chọn bài hát mình thích, chẳng ai ngờ hai người lại cực kỳ có duyên với nhau nhanh chóng thân thiết sau những ngày tập luyện, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đặc biệt cho dù sau công diễn hai, Lưu Nhã Sắt đã về với đội tạ Na. Lúc Chi Pu đột ngột cắt phăng mái tóc dài, nhiều người đã đoán rằng cô lấy cảm hứng từ kiểu tóc ngắn của Lưu Nhã Sắt. Sau đó, Chi Pu vẫn phải đội tóc giả khi trình diễn trên đạp gió 2023 cho phù hợp với tạo hình của ca khúc. Mới đây, đến vòng công diễn năm thì Chi Pu quyết định thử phong cách xoái, ngầu. Tạm biệt những bộ váy áo bánh bèo điệu đà hay công thức quần ống rộng và áo crop top, Chipu lúc này lại đam mê những chiếc sơ mi rộng rãi và áo vest oversize như phong cách thường thấy ở lưu nhã sắt. Khi tập luyện, cô mặc thêm sơ mi ở ngoài áo crop top khiến nhiều khán giả than rằng chẳng còn nhìn thấy vóc dáng thon thả của Chipu đâu nữa. Thậm chí trong phần nghe kết quả bình chọn sau công diễn 4, Chipu cũng không quên chiếc sơ mi trắng này, cho dù xét đồ bên trong vốn rất đẹp và tôn dáng hết sức. Có lúc, Chipu còn mặc thêm blazer xám ra ngoài để hoàn thiện thêm style phi giới tính của mình. Cũng có thể do thời gian này, Chipu phải thức khuya dậy sớm tập luyện cho công diễn năm nên cô cần mặc đồ dài tay để giữ ấm. Chưa kể, stylist Hoàng Ku còn tiết lộ Chipu muốn mặc đồ kín để che bớt các vết bầm tím do tập múa cột gây ra.